được mệnh danh là nữ hoàng của các loại quả khô, nên hạt maca được rất nhiều người ưa chuộng. Và cây maca cũng đã được trồng phổ biến tại một số nước trên thế giới như Úc, Nam Phi, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, maca được đưa vào trồng thử nghiệm từ những năm 1994 trên nhiều vùng sinh thái khác nhau. Hiện nay, cả nước có 28 tỉnh thành đã trồng cây maca với diện tích là 19.000 ha. Cây maca được trồng theo hai hình thức, trồng thuần và trồng xen canh. Cả hai hình thức này đều mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các nhà khoa học, tại một số tỉnh Tây Nguyên, với đặc điểm nhiều nắng và gió, thì việc trồng xen cây maca với các loại cây công nghiệp khác sẽ phát huy được hiệu quả. Đây là mô hình trồng xen cây maca trong vườn cà phê của gia đình ông Trịnh Xuân Danh ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trên diện tích gần 2 hecta trồng cà phê, ông Danh đã dành ra một phần diện tích trồng xen với cây maca. Theo ông Danh, việc trồng xen cây maca trong vườn cà phê có nhiều ưu điểm. Cây maca có tác dụng chắn gió, tạo bóng mát, giúp vườn cà phê bớt cỏ, đồng thời làm tăng độ ẩm trong đất và góp phần giúp cho cây cà phê tăng năng suất. Với cái mô hình trồng xen này á, thì mình không phải tốn cái công chăm sóc riêng cho cái cây maca, mà mình vừa chăm sóc cái cây cà phê, mình vừa kết hợp. Thứ hai nữa là theo tôi nghĩ, tức là sau này kể cả cái cây maca này nó lớn lên rồi á, thì nó là một cái tầng trên để che phủ cho, giữ cho cái, tạo cái bóng mát cho cái cây cà phê cũng rất là tốt. Bởi vì cây cà phê rô này nó chỉ ở cái tầm thấp đó khoảng 2m đến 2,5m thôi, chứ nó không cao nữa. Thì riêng cái cây maca này khi nó lên cái tầng cao này á, thì nó sẽ làm được cái che bóng mát. Sản lượng của nó khoảng 1 hecta mà khoảng chừng ví dụ khi ở cái độ tuổi năm thứ 10 trở đi, 15 đến 20 cân một cây, thì tôi nghĩ là doanh thu trên một cái đơn vị diện tích ở trên cái trồng chen cà phê này có thể là một năm là có thể đạt được khoảng chừng 500, thu lợi trên 500 triệu cho. Không tốn nhiều công chăm sóc, giảm lượng phân bón và nước tưới, cây sinh trưởng và phát triển tốt, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn là những ưu điểm của mô hình này. Trồng maca sen canh còn giúp cho bà con nông dân đỡ bị động khi giá cà phê xuống thấp, vì cây maca cho thu hoạch 2 vụ một năm. Còn ở những khu vực đất trống, bà con trồng thuần cây maca thành rừng. Hình thức này vừa có tác dụng giữ đất, bảo vệ môi trường, lại có thu nhập cao. Cái giá trị của nó không những là chỉ về kinh tế đâu, mà trước hết là nó là giá trị về môi trường. Vì chúng ta biết là cây cà phê là nó cần che bóng và che gió. Cái đặc điểm của Tây Nguyên tức là gió và nắng rất là nhiều và ảnh hưởng rất lớn đến cái cà phê, và tốn phân bón cũng như tốn nước tưới là vì là không có cây che bóng. Lâu nay chúng ta sử dụng cái nguồn tài nguyên nước một cách rất lãng phí. Tây Nguyên rất có hạn chế về cái trữ lượng nước. Thế nhưng mà chúng ta sử dụng nước cho cà phê là quá dùng nhiều, quá nhiều, làm cho cái mức nước ngầm của Tây Nguyên này đã tụt xuống rất là nhiều. Theo điều tra nghiên cứu như thế là nó tụt xuống rất nhiều nơi, là tụt xuống hàng chục mét về cái mức nước ngầm. Thế thì cái cây chính là cây maca là một trong những cây mà có lẽ tốt nhất để mà che bóng và che gió cho cà phê. Xác định maca là một trong những cây trồng chủ lực, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch phát triển cây trồng này đến năm 2030 cùng các hình thức hỗ trợ cho bà con nông dân. Trong đó, khuyến khích việc trồng xen cây maca trong vườn cà phê cùng việc chọn cây giống chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và hình thành các nhà máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, rất nhiều hộ nông dân tại tỉnh Lâm Đồng đã thành công với việc trồng xen cây maca trong vườn cà phê. Với diện tích đang ngày càng được mở rộng, cây maca thực sự là cây trồng tiềm năng giúp cho bà con nông dân ở đây có thể phát triển kinh tế và làm giàu trên vùng đất đỏ Ba Gian này.